Hôm nay mình và chị mình lên khu Chinook chơi, nhưng mà trên đường đi thì gặp biểu tình mọi người ạ. Kiểu mình đã luôn biết là Canada có biểu tình chống vaccine rồi, nhưng mình lại không nghĩ là nó nhiều như thế. Kiểu địa điểm họ chọn thì là bệnh viện, rất là có mục đích luôn, quay một vòng bệnh viện. Thế nhưng cũng chẳng thay đổi được họ đâu mà, thế nên mình sẽ tiếp tục với ngày của mình ở một khu hoang vu hẻo lánh vì có trung tâm thương mại rất lớn nên nó cần nhiều không gian ý. À nhưng mà cạnh trung tâm thương mại thì có ông lớn trong ngành bán đồ cũ này nữa, thế nên là mình đã ghé vào thử. Ở đây thì không chỉ giới hạn là quần áo mà còn có cả sách vở, nội thất và đồ gia dụng, đồ điện tử nữa. Chưa gì mình đã lấy được một cái áo như thế này rồi. Đồ ở đây phải nói là siêu siêu đa dạng luôn, mà cũng được xếp vô cùng cẩn thận, theo phân loại cũng như là theo cả màu sắc nữa. Và tất nhiên thì mọi thứ ở đây đều có mác giá cẩn thận, để mọi người có thể lựa chọn được tốt nhất ý. Ở đây cũng có nhiều đôi giày đẹp ghê ý, nhưng mà mình có nhiều giày rồi nên mình không mua được. Khoác áo da trông ngầu đấy, nhưng mà mình sợ giặt khó nên mình cũng không mua. Tự nhiên chẳng đeo cà vạt bao giờ, nhưng mà nhìn đủ loại thế này cũng thấy thích. Mình nghĩ là mình sang đây và mình sẽ không bao giờ mua quần áo ở những cửa hàng bình thường nữa. Bởi vì sao thì chắc cũng chẳng cần nói nữa rồi. Khu này còn có một số cửa hàng đồ cũ nữa, nhưng mình với chị mình quyết định đến thẳng trung tâm thương mại luôn, tại vì sợ là nếu mà đi tiếp thì chúng mình sẽ tốn nhiều tiền lắm. Mình chỉ định vào đây tham quan thôi, nhưng mà tình cờ lại thấy một người đi ngang qua và cầm cái cốc gongcha, nên là đã phải tìm bằng được cái cửa hàng này. Kiểu mình không hề biết là mình thèm trà sữa cho đến giây phút này. Quá là ngon luôn. Chưa gì đã hết rồi mà mình còn chưa thấy đủ ấy. Mình với chị mình đã chuẩn bị đi ra rồi, mà xong lại thấy cái cửa hàng bán đĩa theo phong cách rất là kiểu ngầu ngầu như thế này. Thế là phải ghé vào xem thử. Back in 07, texted, meet me after class. Stood there, waiting by my locker. Go in and out of my head. She came up to me and said it. Let's just be friends. It was just a crush. It wasn't love. I sat alone on the bus. And I know why. Xong rồi mình tưởng những sản phẩm ở đây đều là đĩa từ những thập niên trước rồi, kiểu cũ cũ ấy. Nhưng mà hóa ra còn có đĩa của những bộ phim rất là mới luôn. Chốt lại thì mình đã tham quan xong trung tâm thương mại lớn nhất Calgary rồi, và cũng khá là thú vị đấy. Mà hôm nay trời siêu gió nên là mình rất thích những cái đường đi bộ trên cao như thế này luôn, không hề sợ lạnh. Đây là lần mình thấy nhiều xe nhất trên cùng một con đường từ khi mình đến đây luôn. Điểm dừng chân cuối cùng của mình hôm nay là công viên Princess Island, là công viên kiểu nổi tiếng nhất ở Calgary luôn ý. Ngoài vì tự cái công viên nó đẹp ra thì còn do ở đây là nơi đặt cái cây cầu này. Cây cầu siêu đẹp luôn á, nhưng mà mình quên tên nó là gì rồi. Hôm nay trời thì không được trong xanh cho lắm nên là ánh sáng lên vít nó không đẹp, nhưng mà ngoài đời thì mình thích công viên này lắm luôn. Hôm nay mình có ngày định hướng ở trường, cho nên là cũng tiêu tốn gần cả buổi sáng.
Buổi trưa thì mình phải chạy đến trường để lấy thẻ sinh viên cũng như là lấy bộ test nhanh COVID dành cho những người mà chưa tiêm đủ vaccine. Thế nên cũng phải chiều tối thì mình với chị mình mới quyết định đi ra ngoài và ăn một bữa ramen. Bát mình gọi thì nước dùng nó hơi cay một chút, còn bát của chị mình thì là base tỏi, vị nó đậm đà, ngọt ngọt. Nói chung là cả hai bát đều ngon. Hai chị em ngồi ăn kiểu chẳng nói với nhau câu nào luôn ấy, chưa gì đã hết rồi. Bến xe buýt để về nhà thì ngay cạnh một cái co-op, nên là đứng bên ngoài khá lạnh và mình đã vào co-op chơi. Mình đã nhìn thấy những quả trứng luộc đã ám ảnh mình suốt 14 ngày cách ly. Ngoài ra thì thấy cả những chiếc bánh thơm ngon này. Trời, ở Canada thì phải muộn lắm nó mới tối, mà bây giờ nó đang tối, thế nên là cũng đủ hiểu mình ở ngoài hôm nay quá là muộn luôn. Hôm nay là ngày lễ lao động ở Calgary, nên là có rất nhiều hội chợ cũng như sự kiện diễn ra. Mình mua thử một hộp phở cuốn siêu to luôn, nhưng mà cái nước chấm thì nó cứ kỳ kỳ. Hội chợ thứ hai mình đến thì là lễ hội ẩm thực chay. Đúng là cứ đến mấy nơi đông người và nhiều đồ ăn ngon thì tự nhiên tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn ý. Bình thường cứ thấy hàng dài là mình tránh xa, nhưng hôm nay lại nhằm đúng nhà hàng có đông người nhất để ăn thử. Trời thì đang siêu siêu nắng luôn nên mình phải cuốn cái áo này quanh chân, không mình nghĩ là mình sẽ bốc cháy. Mình gọi món khoai tây chiên kiểu đường phố. Vì trong lúc đứng chờ thì thấy một anh hàng trước cầm một đĩa này ra và trông nó siêu ngon. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi bước vào tuần học của mình, nên là mình đã dậy thật sớm và hôm nay chị em mình sẽ đi chơi xa. Bình thường thì mình hiếm khi dậy giờ này lắm, nên hôm nay mới được thấy bầu trời buổi sáng ở Canada siêu đẹp như thế này. Đây là mình sau 2 tiếng ngủ trên xe. Điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn Ban, nhưng mà buổi chiều thì mình có dự định quay lại đây chơi, còn buổi sáng thì sẽ tiếp tục lên xe đến hồ Lewis, vừa để tham quan cũng như là trải nghiệm leo núi luôn. Mình đang ở Lake Lewis, là một cái hồ mà wow, quá là đẹp. Hãy nhìn view này. Mình đã chọn lộ trình leo núi dễ nhất rồi, nhưng mà mình vẫn thấy rất mệt mọi người ạ. Đúng là trên đường leo núi thì sẽ tình cờ gặp được rất nhiều cảnh đẹp, nhưng mà mệt thì vẫn là mệt mọi người ạ. Mình có bị tụt lại đằng sau luôn. Sau khi lên dốc được tầm 2 km thì mình sẽ đến chỗ nghỉ chân đầu tiên là Mirror Lake. Nghỉ ngơi ok rồi thì lại tiếp tục leo lên. Mình nghĩ là mình không leo cao lắm đâu, nhưng mà mình vẫn có cảm giác bị thiếu oxy ấy. Buổi chiều thì theo như đúng dự định thì mình và chị mình sẽ quay lại thị trấn Bam. Thị trấn này thì mang một cái vibe nhộn nhịp rất kiểu du khách luôn. Chắc cũng do ở đây thậm chí mình còn gặp nhiều người Calgary hơn là ở trong trung tâm thành phố ấy. Thị trấn này còn rất nổi tiếng với việc gặp gấu nữa. Đến cái thùng rác cũng phải được thiết kế để gấu không mở được ấy. Hay phết, nhưng mà mình đã không quay lại rồi. Lòng vòng quanh thị trấn một lát thì mình với chị mình quyết định đến một nơi mà ai cũng phải đến.
thể đến Bam mà không ăn Beaver Tails được. Nên riêng việc xếp hàng thôi mình nghĩ là cũng phải tốn nửa tiếng. Hoặc hơn nửa tiếng. Nhưng mà rất đáng công chờ mọi người ạ. Mình kiểu siêu tò mò ấy, tại sao chỉ là một cục bột rán giòn lên mà người ta có thể làm cho nó ngon như thế được. Hãy nghe mình ASMR nào. Ngoài bánh Beaver Tails ra thì mình với chị mình còn gọi poutine nữa. Từ khi sang Canada vẫn chưa ăn lần nào. Dù đang là tháng 9 nhưng thấy một cửa hàng bán đồ trang trí theo phong cách Giáng sinh thì mình cũng không thể không vào được. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back blushing delight. Call me when you get back home. Meet me at Manhattan Henge, meet me under Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align, meet me when the earth defies. I'll be waiting there for you. Cotton candy clouds reflected in your eyes.